hay bây giờ tiếp chiêu đẹp những cái brand là sần sống của bạn đây, sần sống sần đàn đó, cho brand của chiêu đẹp nó cứ sần sống sần đàn. Nào mà hai cô sân chẳng chẳng đó thôi, một cô nó cứ bằng áo đọc nông tiên, bằng áo đọc nông sơ, bằng áo đọc nông thiêu đi, thì buổi chiều nếu mà brand đọc nông thiêu đi, nó cứ đưa đưa. Nà, thưa ơi, ông bạn đi sai một cô, nó cứ bênh chất nông nông cá, cho brand nâu thiêu và đi, cho brand của vị cha đàn nâu và đặt hồ, chỉ đào chân tay cho brand của nên hai ta sần sống sần đà hay ti đập muối ta tới cứ dân sạc xa đòi ti đập muối cứ đói đi đói ở đó đi đói ở đó nên cứ chỉ chết đang ở đó bàn tay bật muối cho bạn bố đằng đó này cho bạn bố đằng đầu rú đằng đầu sầm lấy đằng đầu lăn đằng đầu rú đằng đầu hoạt động tiền cho bạn bố hay đằng đầu thò mía đó rương rào xì xì cho bạn bỏ đăng tham biệt rong đăng tiền bạc đồng mắt tiền bạc nhặt rùm sầm lên tân rùm phao đặc biệt những cái đăng tiền bạc đồng mắt đấy cho bạn bỏ và đăng tham biệt rong biệt tiền bạc nhặt nên bạc đồng mắt bạc nhặt những cái mắt nè đôi chi nè đôi chi ôm bốc mà đai cho bạn bỏ đăng khơi đầu bốc mà đai lúc cứ có rụng cốt là sầm lan cốt là nát cốt hay chỉ làm chân tầng cho bạn bỏ cái nhất nè những cái không cần những cái biệt bạc nhặt chi ở đó bạc nhặt những cái số là càng tạo tăng lâu nát càng tạo tăng bền lâu thôi ủng phục mà đai những cái chuyện bạc nhặt để cho bạn được và nên được khơi đầu phục mà đai bất cứ anh là con sờ lạnh con chồng chui con đòi bàn nơi sẽ cái đây sọc sẽ cái đây cho bạn nơi chế đáo những cái đâu không cần những cái mà cuộc sống cho bạn được áp bạc cha hiện nay bốn rưỡi tháng cách tình yêu bốn nơi chế đáo dừng tay đăng quân phục mà đai cái nhất những khơi đầu phục mà đai lắm cứ biến càng cổ động chừng những cái nông nông cái này những cái bản nhạc miền bản nhạc chỉ ở đó cho bạn được hay ba đồng mắt cứ giang mắt đôi chân nông nông cái này những cái cặp bông lưu sâu sầm lì cho bạn được hay vô sầm lì những cái chỉ luôn và ba đồng mắt mùi vô đó đó bản nhạc cả lắng cứ vô sầm lì những cặp bông lưu sâu đấy cứ chỉ luôn ba đồng mắt mùi cứ chỉ luôn vật hồ ọt biển sậy ọt biển bờ ọt biển dẻ ọt biển tiêu và tha ọt biển và anh và rằng là chia cả sầm lê môi và con đập bay ơi sao tao diện đến cái bán lưu số vận động cho bạn bộ thì nó vô chứ nè vô thay đến cái chia rút bằng quan đồng mạnh hoặc miền ở quấy cái nào bị rút bằng quan đồng mạnh nên thì hoặc miền sập yêu về đất đây thay chia sẵn chia một cô lên thế đó vô chứ cứ miền là quan đồng mạnh những cái chia đó vô chụp bộ sập yêu về thổ đến là cho bạn bộ chia thống thống bia đó nè nên là vô chứ cho bạn bộ hay ta tới cứ đây là thôi cho bạn bỏ các bạn thuê tiền bằng mùi đó nè à rộng đến cả đôi khía cả đang chạm khổ thuê đang đánh rụ bà rộng nè bởi cả ta tam chạm khổ thuê đó đang rụ bà rộng hay đang ta tam cả ta tam sau là thuê đang đánh xâm lê cho bạn bỏ lưu sâu là xâm lê lưu tha bố chia xâm lê nha chị đào chân tầy nè bố chia xâm lê đó là phục vụ chị đào chân tới dân số thoại bằng cung priền đó thoại bằng cung priền nó cứ dân tăng chất của rupa put của ba hay tăng chất cứ bồ chia sầm lên để sốt nó cứ đo là đo priền ratana trái của bạn đấy sốt sầm lên nó khăn khăn chị đào chân tới đó đó các bạn cô nè tăng chất theo bồ chia đấy priền ratana trái nè hay khăn các bạn cô nè khăn về khăn có cao lắm và rung dung là khăn chia rõ bồ chia nó cứ đừng cầu ôm hay rú nè, về các cặp bồ đề dùng nội rú chi ở đó, bồ chi bậc tiền nơi để giải thoát đòn nè cầm sát đồ độc cốt rưỡi tha phục mà đai rưỡi tha bậc thôi chỉ đam chân tới và xong là chỉ đam chân tới bậc phật chỉ đam chân tới nè nông nông cả nạn đến cái biên rú chi ở đó, bồ chi là nề chuẩn tiện chân đất cho bạn có cứ khơi bền đồng nhân đồng tiếp để mòn mọc đó là cứ đất khơi đó thôi chẳng hăng sạch tru một là ít nên cứ đo sạch rất là sạch cái nông cái này nên cứ và rụng dùng đầu luôn nên cứ chia rõ là vậy vô chia đó bên là biên lập hiện cái nhé nè đôi chân em sẽ chia ta chia đam chia tấn cho bạn thôi nè và rụng dùng đầu luôn nên chia rõ nè luôn không bền thôi được đó vô chia đó là tê và đa nữa và để tăng chất cái nông cái này nên cứ chọn bền sáu mươi sáu phần trăm cái nông cái này nên cứ biên luôn nên cứ chia rõ nạp phật tập viện nạp phật tập viện ca song sang là song sang sẽ là sanh nạn bồ chi đạo phật bổn chỉ đạo nhất là con tập con nhất cái nhất là nhất cơ chi phật tập viện rộng này cho thành phật làm bài hơi nơi sanh động sống sáu bài tập tam đầu cài lý thanh đôi chi số mệnh thanh tập bỏ cho thành phật cả đời nơi phật bổn giới nơi chi số mệnh thanh tập bỏ nhất cho thành phật
Chừng đó còn tăng chất đầm bay thôi phần bố trí đó bệnh sạm mạng sạm phốt đầm bay ở bọn nó cứ nằm môn mốc đá sử dụng cùng lục ba và tam lâu cài cứ nhé nè nâng cứ phụ đồng phó tập biệt nâng cứ sầm phó nâng cứ ơi sạm nọc sốc sạm bay đó lên là tới ở bạc đó cứ có mỗi tốt lục ba tam lâu cài nâng cứ phụ đồng dùng nó sầm phó nâng cứ dạ rộng cho bạn được hay thọ mì rộng nâng cứ bạn cả tập tam bà nội thúy cứ nâng kịch nè nâng kịch nơi đường rao tem bản nhắc cái đó tem bản đồng mạng cái đó hai thằng cái tám bé bên đầu thui cho bạn bỏ nâng khơi bỏ không cần ăn nâng cứ sống ta tập bỏ nâng cứ biết sống họ chỉ ở họ hay không cần ăn nâng cứ bằng đó là bảy bàn đấy sắp bao nhiêu tiền cái nhé vừa lâu nâng cứ bố trí đang tập bút và đấy là bảy bàn đó sắp bao nhiêu tiền không cần ăn nâng cứ biết bỏ rụng dụng đâu sắp bao nhiêu tiền chỉ ở họ cứ cả trạng đấy sắp bao nhiêu tiền nâng cứ bảy bàn đất nào vậy cứ đọc sọc những bài giảng chẳng hạn chứ cứ vào dùng nào cả đất đất cứ mong chi ở đó tha sâu hỏi ban đất á của son thoại bọn đất cứ sâu hỏi ban đất chặt luôn nó sập phiêu viện chẳng phủ cái nhé cứ vào dùng nào bài nhà nông cả đàn cứ miền bài nhà chi ở đó cả tờ tám miếng về đồ thôi gì đấy cái nhé nó cứ cả tờ đó ban đem vào bồi chứ cho bà đàn phổ ấy đôi chân nhân nhôm cả đàn nếu cầm bông sạc xa nó cứ prát na ấy cho bà đàn phổ prát na được bấy chồng nó ban nó bánh bài nhà đầm bay ở chặt luôn đâu sập phía viện hồ đầm bay thuê đi vào phốt đấy xin lên tốt ác hay phải nhà cả đầm khi nông cả đá bờ rộng sạc xa nên cứ đầm bay ở ban phải nhà chứ khi nông cả đá nên cứ biến thom bìa rộng chìa rộng cho bạn bộ phải nhà nên cứ chìa thom thom bìa rộng cả dối cả đắng cả chết cho bạn bộ bờ rộng dùng đâu cả dối cả đắng cả chết hay bờ rộng nông cảm nên cứ sạc xa nên cho bạn bộ nên cứ bờ rộng tới chìa thom bìa rộng cho bạn bộ nên cứ cả bàn tiền thâm nhiên trong phần môi đó mà nó thùy á, thòm mì rộn nên cứ cả tất cả mà nó thùy. Hay thì đập bay đi, cứ đời ngay đời vật học mà hai cuộc sau đập bay đi, xâm ra bàn cho vô ca đập phúc. Cứ phúc để miền thanh phám mà hai cuộc sau nó cứ cả trong hạt thị giác vật học cho bà cổ mình bàn là sẵn thật đê thì chiếc cái bọn đàn cài đấy. Nó, cứ là sẵn hạt thị giác vật học với cả nó không bàn cho vô ca đập phúc đó hay bởi cái nông nông ảo của phố cứ mình chậm bằng cái sai hạt giống vật thô cho bạn được nè những người này đây vật thô những cái mang của sao của mình những cái sai hạt giống vật thô bạn đồ bọn miền bạn đồ thế cứ miền tập thế cho bạn được một miền tập thế chứ miền tập thế miền tập thế chuyện cho bọn đang cài những ở miền bạn đồ mang của sao cài là ở bạn được một miền tập thế cứ mang của sao những ở một miền tập thế miền tập chẳng không nhiên cài là một miền tập thế chuyện sao tao nhiên cài là bạn cho bạn cậu phần đấy bọn miền hạt giống và thôn đi cứ mà hàng của sòn cứ càng là ngọt ngọt và cho bạn cậu dân cứ ăn sấy hạt giống và thôn nè sấy hạt giống và thôn mà hàng của sòn cũng vậy nên hay thì đọc buồn đầy đời bình yên là thiệt nè mà hàng của sòn cũng vậy đi cứ chia mình đôi bình yên là thiệt nè mình đôi chia mình đôi thiệt đấy nè mình đôi chỉ chẳng khô bình yên là thiệt sao ta bình yên là thiết chi và hai bình yên là thiết cai do bình yên là thiết đứng mà đồ thiệt thì nè hai tham mà đồ bình yên là thiệt bồ ấy vậy bồ ấy hai tham mà đồ bình yên là thiết bồ chân ấy cứ đang ở lòng bàn bồ mũi cho bạn bồ chặt khô bình yên là thiết đang ở lòng bàn đồ bán chặt khô bình yên là chân đấy nè cho bạn bồ chặt khô bình yên là chân pi luôn đấy hai thằng chặt khô bình yên là thiết đứng cứ đang đang ở lòng bàn đồ bán cho bạn bồ nhiệt nhộn đang ở lòng bàn tay mũi chứ là đang làm bàn tay mũi và nóng cứ làm ấy trong là cứ làm cho bạn tôi là chặt khô gì nó cứ đang làm bàn tay mũi đây lượng pi mũi nó cứ ăn bàn cứ đồ bà rộng nó cứ ăn bàn đây lượng pi đồ bà rộng cứ đang ấy ăn bàn là sau tao bình nhiên là thiết miên tập bàn đúng sau tao bình nhiên là thiết cho bạn tôi sau tao bình nhiên là thiết tăng on đấy sau tao bình nhiên là thiết nó cứ miên chất tập bàn đúng ngày hai sau tăng bình nhiên là thiết cho bạn tôi trong tổ cái của con trai à hệ tổ cái chết đấy sao tạng bình yên là chết đấy cứ biết tổ mang lúc sao tạng bình yên là chết đấy cho bạn tôi
chân khuyến chị lại bán đấy chân khuyến à, À, dùng lại rốt chân lại khuyến bàn để dùng rốt sang ngăn để hoạt sâu miền đi sổ hoạt trong thành đúng tuần. đúng ôn mà vậy Nè, dân sạch miền xa mọc hơi cái đó riêng nó click off và con cứu mày. Nè, À, chụp sao rạc ta bị tuần. dính ta chụp đi đúng mà bọn cứu mày đấy. Nè, sao ta bị nhiên là chân đến cái miền đi đúng cứ lưu sôi sầm lê lọ muối hay lưu sôi sầm lê mình Mình sẽ xin lấy nhạc cực mùi. à cọc mùi cho bạn tổ mình lọ mùi nếu cứ chẳng khô bị nhiên miền đi chân đánh khơi ru mình lọ bê khắc khơi ru lọ bê khắc khơi ru mình lọ miền đập đi đuông đến cái cho bạn tổ hay sao ta bị nhiên là Nè. tiếp tục miền đập đi đuông đấy lưu sôi sầm lê lọ lưu sôi sầm lê mình lọ hay thiên nó bị nhiên là thiết Lò, bạn đọc nè. thiên nó bị nhiên là chân đi đuông bê khắc cứ thông khăn lọ bê khắc thông khăn mình lọ là Cái sao tao lò, bị cái nhiên nào. là sao tao bị nhiên là chết đi luôn đấy cứ đang ở rộng ban tầm mạng cho bạn cô sao tao bị nhiên là chết đi luôn đấy đang ở rộng ban tầm mạng Cái nào tạm cái nào dối bay cho mà bán muối vậy à đang nấu sắp đang nấu ấy cho bạn cô đang nấu rút tăng đây men rút sĩ chị tạ đang chiếc ấy bên đây cái miền từ xa bà lấy xe là tạ tự chiếc chuyện đăng tăng ấy vậy bà ra cái máy đăng ấy thì chuyện nó cứ đăng ấy tăng sắp thi rõm là đăng lưu số nó sập lên thì bà ra cái máy nó cứ sập lên cho bà rạc nè sau tao bình yên nó cứ lưu số sập sập lên tao bôi đấy hồi sau tao bình yên tao tao thông lên tao khơi rút cái ọt mà này hồi tự chuyện nó tao khơi rút mơ khơi rút ọt mà này vô tự chuyện nó tao Các mơ bạn rút cái cái ọt nào mà này cho bà rạc nè hay đó thiên nó bình yên chấm mỏng nó cứ đăng ấy thông lần ấy à, chấm mỏng nó cứ đăng ấy cho bạn có đăng ấy chấm mỏng đang thông khăn thông lần chấm mỏng thông lần khăn ấy cho bạn có nè thông đăng khăn đấy à là đăng lọc mình lần hay chấm mỏng khăn nè khi nào bệnh viện nó cứ đăng nấu là đăng nấu lần đó cho bạn có đăng lọc lần khi nào bệnh viện hay là khăn chi vào bệnh khăn viện khăn đàn đàn đăng ấy cho dạ bạn có chi vào bệnh viện đừng rất ruộng đừng à đừng đăng chích ruộng cho ngành bạn có đăng mình chích ruộng ngành cái nào à đăng ruộng ngành mỗi ruộng mình ngành mỗi cho bạn có chỉ nè từ chỉ và há quỳnh quỳnh diên tỷ đồ nên đăng ngành mỗi mình ngành mỗi mình đăng tờ ruộng nè mà giang thế hơi đã đăng tờ lưu sô sập lên bàn đấy họ tiền cho bạn có các bạn đây à này chỉ cứ hay đọc ca vô diên ca diên đến cứ đăng ấy cho bạn có ca vô diên vô tai tục bạc đừng tục tu cái ấy đến cứ đăng đừng ấy pa pho tập hiện đang đừng pa đừng đừng tọt đừng rừng là đăng rừng tuần nó ra đừng đọc cái đau quay đừng chết là đào là chị đào vô tay đọc bạn có tê phát đăng rừng tê phát đăng đừng đăng là chị tê phát đăng chết tuần tê phát đăng đừng cái đào cho bạn bộ và còn là chứ nó không có là đăng cứ rừng tuần thì chị cái đào nó cứ hào là thọ thập phì rồi thọ thập phì những người bạn đọc bạn tục đó vì là dùng đại đọc bạn tục đó cứ đăng nơi sập hiệu viện rừng rồi thằng cái đào nó từ từ và còn là cho bạn bộ nè nè chứ cứ đang ở đó bạn từ mùi mùi đi chẳng khâu bình yên sao cho bình yên thiên nó bình yên chi và hai bình yên ca cho bình yên pram pram bình yên đấy đọc đuông á pram bình yên đấy cứ đọc đuông cho bạn có pram bình yên là thiên đấy và nó biến chất đọc đọc đuông chẳng khâu bình yên nè thiết cứ bạn đó chẳng khâu bình yên là chất tỷ đuông sau mà tao bình yên là thiết cứ bạn đó sau tao bình yên là chất tỷ tỷ đuông từ sâu sầm lên lõ mình lõ hay thiên nó bình yên là thiết bạn đó thiên nó bình yên là chất tỷ tỷ đuông hay chiều và hai bình yên là thiết bạn đó chiều và hai bình yên là chết tí tí đuồng này đằng ruột lõ ruột mình lõ ca do bình yên là thiết cái bạn đó ca do bình yên là chết tí tí đuồng này cho bạn cùng đằng ở đó tập vui đi này vui vui cứ đằng ở đó tập vui đằng nữ cái đầu này chia rừng tuần này này hồi ca do bình yên đằng rừng tuần thóp hay tuần lưu sôi sụp lên thóp hoặc mà này cho bạn cùng chứ cái đằng tập vui vui nếu cái hao tham mà đồ bình yên à cái hao thật thiết riêng riêng khứ nào là chặt khô bình yên là thiết sau cho bình yên là thiết thiên bình yên là thiết chiều hao bình yên là thiết đấy ca cho bình yên là thiết cho cây bạn dạng cùng cây hay đằng mà đồ thiết đó mà đồ thiết cứ đằng mà đồ bằng trạm cứ mà đồ thiết bên bên tầm an đúng mà đồ thiết là riêng riêng bọc hơi nó không ngại hết trong cảng chân đấy sao mà đây chân là chết tầm an đúng bên tầm an đúng sao mà đây chân là chết cho bạn cùng là sao mà để chân là chết nên mà mang dạ đúng để dân liền mọc hơi đúng hay có tập bí cả đúng con cứ
Lúc con Đó. Mình À, khác Pram đúng. à, trời này Chắc đấy, Pram đúng. muốn muốn chạy đi đường ở lại chạy Pram đúng chứ nhầm plek đó hay không? Tô sang chất với tha mô hạ chất thì chỉ đọc chân tật cho bản thân
nè pì để đăng thang đi cao và đi tăng anh đi tọc anh đi tu cái anh đến cái chia tăng nhập đấy mang chia ca nhồi diện đấy cho bạn tổ ca nhồi diện thì đăng thang ca rắc rừng tôn tăng cầm bạc nhô cho bạn đọc mình đang chấm mốc đồ bọn sập hiếp rồi mình đang chấm mốc đồ bọn vật hồn đang để cho bạn tổ vật hồn đến cái hào thang cao cái hào thang tọc tu cái ấy anh đến cái chia bánh tăng nhập cho bạn tổ chừng đó ai mà đâu vậy như là mà hai cuộc sao và bảy nó cứ chia mà đâu vậy là thiệt nó cứ đăng tiền ở rong bạn là mạng phong đăng tiền bạn nhận phong đăng nông cả này đăng tháo đi cao cho bạn tổ đi hào thà nè đi cái hào thà cao đi cái hào thà ca cho bạn tổ nó cứ đăng thà cá cứ bạn đo mà đâu vậy như là chết cho bạn tổ đăng ca ba nó cứ ăn sai mà đâu vậy như là chết chết bạc ca đôi chỉ chặt khô vậy nó cứ khơi bạc ca hoạt bàn được khơi đại lúc ba đồng mỗi bà con ta tạm lâu này hoặc đăng hoặc toàn đăng thả ông đi kia hào đập cá cứ hoặc toàn đăng này cho mà đăng vượt cái nào đập khơi đăng hơi thiên tục nông mình ô thôi yến nhé bỏ sổ bỏ dạng đi dạng đi lột chẳng lại thì sao nó hoặc thả đi cứ chìa bà cá nè cái nhé kinh ta tạm mình ô thôi yến vậy đăng thả đi bà cá bớt cái nông cái nào đăng cứ bị thay chết cái nông tàu cá đăng kinh ta tạm mình ô thôi yến bà đăng cho mà đăng vượt mình ô thôi yến cái đó bỏ sổ bỏ dạng đi sẵn lột kia hào đập cá này cho mà đăng vượt nên không cần nặng đến cơ chế kinh chiến cơ chế mình nổ thôi cho mà đẹp rồi cơ chế mà hàng của so đi tham mà hàng cái gì ra đi thành lô hiện chất nên thành lô sản chất để làm dựng từ chẳng không bị nhiễm thì khơi đấy ru và rong tàn tàn và giả hoàn toàn đăng thản đi cơ chế keo tăng anh đi chế cắt anh đi cơ chế bạc ca đi cơ chế mỏ hô bây giờ đã hoàn tàn cho mà đẹp rồi chẳng đến đó nên cơ vì mình đâu như là thiệt nếu cứ đang ở lòng bị sang chứ cứ đang ở lòng ban tập muối đang tiếng bàn nhạc đang tiếng bán bàn đồng mặt cho mình đặt bàn nhạc nếu cứ đường rau đi cái hào tập ca đi cái hào tập cao đi cái hào thá sợi đi cái hào tập rộng đôi chỉ chắc không nhiên khơi bốc mình khơi sợi để khơi từ rúp ba rong cho mình nó bật còn lại hay sập cho mình đâu bình nhiên nếu cứ cái đặt nó cái thảo rùm riêng trong tri sinh than giờ đi cái hào tập sợi cái nhé nếu cái nông cái nặng nếu cái từ tăng mình đâu thôi vậy bạn chỉ chẳng khô nhiên khơi sợi khơi trọng thế cho bạn bộ rùa pa rón cứ bạn sợi bạn trọng thế rùa pa rón cho bạn bộ rùa pa rón nếu cứ chia rùa pa rón chia pa rón mà đặt hồ mới cứ chia rùa pa rón bạn chỉ anh thấy theo về rùa tiền cái nhé nè rùa pa rón chứ cứ chẳng khô nhiên khơi nếu cứ bạn khơi sợi khơi trọng đó khơi đại rùa pa rón mấy cái đăng sợi đăng trọng bán cái nông cái này đăng trọng đăng sợi nếu cứ chia a sợi biến bản ô về như là thiên nè chết nó cứ càng làm tạm cái nói bị càng khơi rút nên kịch hà đi cứ chỉ hào thật sợi nha rù riêng trong tri sản thang nhận nhận đi chỉ hào thật sợi cái nhé nên cứ kịch thật tạm mà nô thủy cho bà đang bỏ chẳng đến á dân cứ chọc á cho bà đang bỏ chọc nơi mà hà cổ xa và bày đuống đòi cạnh tiền đập buồn cho bà đang bỏ hay ta tới nà dân sạc xa bao gồm bì mà hà vị bà và bày đuống đôi khả địa mà hà vị bà và bày đuống nó cứ chụp hòn vị bà nó cứ bày hợp hòn lắm cho bà đàn bộ mà hà nó cứ bà thật hôn cho bà đàn bộ chả ra vì chả ra bập hết vui miên chả ra bập hết cứ bà này thằng biên là bập bấy cho bà đàn bộ hòn nó cứ hòn bập bật mấy cơ bà này miên chả ra bập hết hòn bập hết nó cứ miên chả ra đôi gì hòn nó cứ bập hết này cả khơi rút của miên đôi xô xâm lý nó có miên thông khăn đang rộng đang có đặc biệt nên có biên và phên này ạc sang khá đề càng nên có biên và phên này mà sang khá đề càng nên có biên như là sang bởi dứt có biên như là bởi dứt có biên nên chả đang có phên những hào thầm mạng hà chả đang cho bạn vô là vì bạn nên ra thập hòn của bạn đây là hòn đôi chiều phải chơi cả bao gặp bị bù chứng đó cả bao gặp bị cọp chứng cả bao gặp bị ca chứng đó cho bạn vô nè play chơi nó cứ sầm đau đó bị bạc nó cứ sầm đau đôi chỉ play chơi hay pu để nó mồi miên độc nè cọp pu để nó mồi độc chìa đau chìa sầm lắc chìa cà nó cọp pu những cái hào thang cục sọt cho mình đặt tới nè sa hê tục các ca mau cho ra bị bạc cả chết đứng để dùng hào thang ca mau cho ra bị bạc cho mình đặt cả mạng nó cứ ông thô bò đồ mát cứ bàn đồ cà mà chết cơ bá cà mà vật thô ả rõm bàn cơ bá nó cà mạng nó cứ bàn đồ đúp sập lên lên rộng phở đồ biển nó cơ bá cà mẹ nó cứ sập đào đồ
ពេលខាមួយជាសមឡងមួយនោះគ្រូចម្រើនពរអញ្ចឹងគឺបានលើក
Nước hồi là xa xong nữa. thì bạn nên cứ bùi đuốc cứ mà còn bị miền sân tay đà nẵng nên cứ bị đuồng cho bạn tốt nè bị đuồng nữa nè và đấy khơi như rụp lọ đỏ chẳng bị đuồng nè bà xin cái này có răng đèn bùi sau mà nó ngồi bề thà đây à rõ lọ đấy mà đấy lọ ở sau bà nạch cả nâu bề thà đây hay bình thà à rõ nó cứ lọ lọ cài lê như vậy đau dương tất còn nó mà càng nấu sau mà nó nè chứ cứ đọc rạm đuồng này đọc rạm đuồng mà hai vị ba của bầy đuồng tiết cứu Tiếp nó phải bày. mà một thầy bày đùa nếu một ông làm ca mau với cha vị ba cả bệnh đất bạn đó một thầy bày đùa hay một ông tham mà hai vị ba bấp bạn đó một bày đùa thì mà hai vị ba nói mình một bày đùa thì chúng ta được nè ta tới cứ ác của sao vị ba cầm pi cầm pi đúng chiều pho là bắt ác của sao là chết là pi đùa nè ác của sao là chết là pi đúng non hơi cay thấy ác của sao vị ba trong tỷ đô ha khởi ngục lưu sôi sầm lên thông đăng đăng ruột đăng phó đập biển hay đăng nơi sập hiệu viện bạc đầu mặt để mình lò đó nè này cho bạn bố ca mong là tỷ ác của sao này chết tập tỷ đô nè à hết tổ ca của sao bị bán trầm bày đô nên mà hai vị bán trầm bày đô luôn đọc của môi đô đi chìa phó đầu bọc mà hai của sao này chết tập bày đô nè cho bạn bố bị bán đọc của môi đô đó nè vì ban đầu mọi người đã chia cuộc sau vì ban đấy cứ cả tâm tâm tí mà hai cuộc sáng và bảy đùa những cứ cả na này khơi rung đỏ lưu sôi sầm lên thông lăn đang ruột đang phô tập tiền lọ những cứ cả tâm tâm tí mà hai cuộc sáng tăng bảy giá chấm thanh bộ cả tâm tâm tí mà hai cuộc sáng tăng bảy giá buổi ớt biên mà hai cuộc sáng đấy cả khơi rung lưu sôi sầm lên thông lăn đang ruột đang phô tập tiền mình hai tập lên tới từ bàn đấy chấm thanh bộ nè mình ai cả đang không lâu bàn đấy mình ai cả đang không chịu vận bàn đấy nó có nông tiên lại nà cái đòi buông xuống xong mà bỏ co đưa thả bây giờ thì tìm nà thuê vị thi cách nà đập bây giờ bạn khơi cái rút lọ lưu xôi xong lên lọ thông lên đăng rút đăng phó tập tiên lọ và hát miên mà hai cuộc sao là cảm đến cái ca thân cái nông sản đàn ở trên kiểm quân tế cứ mà hai vị bà đưa thả cuộc sao vị bà nâng cứ hát cả là trên đại thả nâng lúc rạp thả vì bạn ở trên nó bởi mùi đuông nâng khởi luôn là họ chỉ làm những cái cách mà cầm ý mà hạ cuộc sống của bầy đuông tên bật nọc nè hình chẳng cứ nè ta đã cứ ảnh hình tục các cuộc sống vì bà cái chết cứ chết chết đang dịp hóa là đồng bằng mà hạ cuộc sống nè đồng bằng mà hạ cuộc sống này dân riêng mong hơi nữa vừa tiên là xa dân cho bà thiêu điên nữa cứ nằm hơi hình tục các cuộc sống vì bà cái chết nâng càng là cái mình bà con đã hẹn nà mùi hoặc bà con đã hẹn thì thôi cuộc sống nó cứ miên hẹn cho bà con bà đấy là vì bà con nó cứ ọt miên hẹn đó miên hẹn nó hạ thả hẹn đục cảnh cho bà con bà đúng thôi cuộc sống nó cứ sau dân đó ọt miên hạ bà chị tà nà hay chị đào chân tư nó trên họ làm cái đó thôi cuộc sống nó cứ sau đọc sau nó cứ nhận vì bà con đó cứ nhận vì bà con đã dạy hẹn đục cảnh cái sau dân đó cho bà con ca lắng là tôi là ông là o tu tới nó có nông ca mập hù rùa mập hùm tam sầm cù nè cho bạn bờ rùa mập hùm cả khơi rùa đi sôi sầm lên bàn này cho bạn bờ có khơi đói ca bao cầm tí mà hai cụm sao này chết vào bầy dù khơi rùa lõ đi sôi sầm lên lõ nó có nông rùa mập hùm nên cả nói và đến ca lắng cầm tí mà hai cụm sao này chết vào bầy dù nè nà mùi bạn ca lắng bao cầm tí rùa bao nhiêu trạng chết đấy đó rùa bao nhiêu trạng chết ở khơi rùa ở lưỡi sôi sầm lên thông lên đang rùa đang phơi đập bia ăn bàn rùa bao nhiêu trạng chết rùa bao nhiêu trạng chết nên ở ca trong cái nông prúc tầm bây giờ đào ca rùa cháy cứ là xa tập như vậy nơi chỉ prúc tầm bây giờ nên cứ rùa bao nhiêu trạng chết và đất bên để khơi rùa lưỡi sôi sầm lên mà anh ca bao cầm bí rùa bao nhiêu trạng chết thì ca bao cầm bí mà hai cụm sao này chết prúc nên cứ đào ca chỉ prúc đau giờ đau giờ này đấy rùa bao nhiêu trạng chết cho bạn rồi đào này rùa bao nhiêu trạng cụm sao và nó về để prong nâng khơi rung đưa sôi sầm lấy cài bao cầm pí mà hạ cụ sau là chết quỷ cho bạn cụ nè mà hai vị ba cái chết cứ chịu khó đầu băng mà hạ cụ sau té bà con đòi hai nè tại mà hai vị ba quỷ cứ chịu khó đầu băng mà hạ cụ sau nè và đấy bà con đòi hai kêu hai tham mà hai vị ba mà cho bạn cụ ca ca lắng từ tua hà rong lọ nà muối nên ca ba chụp buông nó có nông ca mọc hôn và nó nè mà hai vị bạn nâng cao ban được bốn đại ca bảo phù đi cho bà đàn phật rùa bảo phù ngọn miền đấy đó cho bà đàn phật nhìn nhóm nè rùa bảo phù ngọn miền mà hai vị bạn đi cho bà đàn phật sanh nở rốt có ngọn miền mà hai vị bạn đây cho bà đàn phật nở rốt prai đi để cha là sôi cài đấy đó nở rốt prai khác với ngọn
anh miền mà hai vị ba khiếm bạn đồ bạn khác đôi chiều vị viên càng bạn bạn đi sân thì đau tệ thì tụ càng ấy làm chuyện đó đó ai sầm bạn đôi chiều bạn hai vị con đang cứ miền đó đó nè vị viên càng bạn đôi chiều tiêu và đã chọn than chọn tổ mà hai vị càng đang cứ ai miền mà hai vị ba và đã bơi nở lúa bơi sân thì chán nè hot miền mà hai vị ba đấy cho bạn thôi nè hay than tiêu và đã than rốt có hot miền mà hai vị ba đấy nhận chứng cứ mà hai vị bạn nó càng ban được nông ca mà phô mình đốt tiêu và đá hay cho môi nâng là mình đốt tiêu và đá để được học bài để sang là sơ cá cứ ăn miếng mà hai vị bạn mình để cho bạn tổ hay và đấy miếng này hay tổ cá của sao vị bạn được học bài để sang là sơ cá ấy đó đôi chỉ sang thì chán mới khơi ru đỏ miếng đấy đó sang chay chay mà nhưng khơi ru cọc bột chứng cọc miếng đấy đôi chỉ khô sơ nè khô sắc cá sẽ thấy cho bạn có khô sắc cá tế bộ bất bình yên bất cứ cá cá chỉ cái đó cho bạn có cá chỉ cái hay ban nè ban khơi ru bạn ban giờ bất hay chưa đạt là nè chưa đạt là cho buông ngó đặt thành nhận lấy nhận bu cho bạn có nhận miền sao là chính của ông bố chỉ cho bố bạn ban giờ bất nè ta mà chăng để thôi tiên cho bố nên bạn ban giờ bất nè khơi nhé nó cần đang để khơi ru bà rong bè bà chê kapot nè cư chía cuộc sống vị bà cho bà đàn bộ nè cư chía ai hê tụ cạnh nè ai hê tụ cạnh cuộc sống vị bà mình mang chia mạng áo vị bà cho bà đàn bộ mạng áo vị bà hát biến để sang đi chạy nè chìa phó rồi bác mạng áo cuộc sống tái bà con đã hẹn cả lãnh tự tu nơi ở rong là hoa nà mối nên cả bán chùm vô để nóng cám cả mập phú bà đọc nên cả mập phú nè cả mập phú nâng chìa mà đầu tiên mà hai vị bạn nâng cao mà phô với mình đầu tiên nè sẵn là lộn bài tự địa chan là sơ cài ấy cứ ở đây nè ở miền mà hai vị bạn nâng cao làm bạn đây cho bạn cơ ta tới cứ mà hai vị bạn có bày đuống cho bạn cơ mà hai vị bạn có bày đuống nè cho mong ấy đôi khi cho môi nâng mà hai cổ sao cho bạn cơ sau mà nó xa xa hai cả tăng như là sao bây giờ tăng ở sang hai đi cắn mà hai vị bạn ở chết tăng bài tháng mà hai vị bạn đã chết em và bệnh tới cho môi nâng sau mà nó sẽ vì tình ý bà con đời bà nhá chia chất miên cầm lắng khlăng 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 cho bà đàn bộ nè chia chất miên cầm lắng khlăng khlăng đôi mà hai cổ sọ đấy bà nó còn đang dịp hòn chất miên cứ ca lắng cứ còn đang tự tu lắm cho bà đàn bộ còn đang tự tu lắm hoặc bàn chỉ niệm thuê đó cho bà đàn bộ ca lắng tự tu thòn bột cho bà đàn bộ tự tu thòn bột đôi chỉ nhận dụng cơ bụng để thuê sài chứ thuê sài khi nông cả để cơ bụng thuê đó nè để cứ kiếm đôi chỉ bằng hai cục sỏi hay khi nông cả để thuê sài rồi trái bàn sâu rồi trái nè dụng cho tiền đôi trái cứ bằng chồng bài thuê thì tập tu thôi cứ tập bài về tiền về nát cứ dụng rồi còn đến cứ chơi bóc đăng bài tập tu tiền bạc tục cho bạn tục về treo ca ấy dụng sâu từ lúc bàn bị chạy buồn này nó cứ ta bạc mà cái nhé bạn chăm thuê để cứ tự tu thọn chứ quý bà nó cứ đôi chỉ thuê sâu sai sai rùa chờ chứ cho bạn tổ chăm để tự tu thọn tại bây giờ đôi chỉ nhân nhôm tam thay chơi nhân tam đam chơi cái nó còn đang để tam sau tức thay cho bạn tổ cà phê nơi đặt cây chỉ đam nó cứ đem đôi chỉ mà ăn cổ sọt và nó đập đam chơi nó cứ bán thay móc bạc móc tự tu tiền đang rùa chia ngang giang đa giang ác nó còn đang nó cứ chia mà ăn quý bà cứ ăn thôi nên cứ biết tôi là đi tập tu nó lõ tại bây giờ cho bạn cùng tập tu nó ru sập lên lần rồi họ tập biết lõ lõ tại bây giờ nên cứ mà hai vị bạn biết là sao mà nó sẵn sàng hạn biết là sao mà nó nên cứ sập đang đó quên tập gì á ca sập bài thì cái gì ấy đang ở đó đang về nên cứ đánh đói ca sập bài thì cái gì ấy cho bạn cùng sập đang đó quên tập gì chết là sạch nữa biết là sao mà nó nên cứ sập đang đó quên tập gì chết là sạch hay biết là sáng hai cái tăng nó cứ sầm đa là tua mà hai vị bạn thì chân nó để ca trúng cho môi nó sau mà nó quê thành diễn sẽ bán lì lì biết thành diễn là sao phải giúp biết thành diễn đấy cứ bạn đọc bài nhạc chơi là sạc thể cho bạn vợ biết thành diễn đó cứ bạn chơi tua chân thể cho bạn vợ biết thành diễn cứ bạn đọc bài nhạc chơi là sạc để chơi tua chơi là sạc để chia sống sống tha được thành biết thành diễn này và nói diễn là sao phải giúp tăng đấy cứ sầm đa là tua chân để mà con cho môi nó bài nhạc chơi là sạc cho bạn vợ biết thành nhiên nó cứ mềm sầm đan là chết nên đấy nó cứ sầm đan là tan nhá chết là sạch hay cái này nhiên là sao bây giờ tăng bốc cứ sầm đan là tua chết biết là sao bây giờ tăng nó cứ sầm đan là tua chết để bà con chịu vui đấy tan nhá chết là sạch
Tên là Asantha để cắn. Bùi nít cứ sầm lao đò nà đò tu chê tà nà chê nà để cà tu ruông chú bùi nâng chật nâng chật nâng cư miên cầm lăng kháng cư miên chê tà nà chê bà rạng cổ miên chê tà nà miên hay nâng cư miên cầm lăng kháng chê bà rạng cổ hà thà sẵn thà rạng thân nâng để cà tặng tay chật nâng cư ôi miên khla an hong a chê chê đàm dương tư miên chê cầm nà chê bốc cư khla an hong a chê đàm nâng mô cầm bì chế tật na bao gồm pi phan sa đại ca tu cho môi mạng hai vị bạn thôi mạng hai vị bạn nó cứ biến cầm lăng khăng như này cho bà đạt tổ hay mạng hai vị bạn cái chân nó cứ sầm đang được đuôi chân như này cho bà đạt tổ mạng hai nó cứ chờ đào chờ đào biến một phen chờ đào thông tổ lục tổ lý cho bà đạt tổ là thông tổ lục tổ lý ai ao thưa cách tập bay bà đại sanh thế cho mình đốt cả bà chế tiêu và đa than cho thông hai đây cho cá cả bà chế tiêu và đa than tăng là tăng của bà cho bà đàn bộ miệng này chứ mà hà nó gửi miệng này chứ ai thuê cách bà đi sân tí tổ cao nông nông thang tổ sát có hành xoay mà hà vị bà ngàn đẹp cho bà đàn bộ tổ cao nông nông cầm nát nà đi miên là đàn đây cho bà đàn bộ đi miên là đàn đây bà đàn mình đọc ở sau mặt đây chứ cứ có bà đẹp đàn này mà hà vị bà ngàn đẹp cho bà đàn bộ nà tao tấu đúng tí bì huynh cho bà đàn bộ đúng tí bì cứ sau mà nó xa xa hạ cạch tăng như là xa bởi dân tăng xa xa hạ để cắn mà hạ vị bạc ở chết tăng bởi thà mà hạ vị bạc ở chết đem bệnh tử đem bệnh tử chỉ mùi nâng sau mà nó xa viên tình ý bởi con đôi bà nhá chỉ chết biên cầm lăng sau đuông tì bì nâng cứ phai trầm bì đuông tì mùi nâng cứ trầm cả lấy nắng cho bệnh tử nà xua nhật nhô mùi rung đôi nó không đông mà hai cuộc sau thì dân sạc xa mà có đôi chơi nó đây chứ cứ đuông tì bí đẹp hai mà còn bị đuông tì mùi nó cứ phải trong cái lại nát để gọi khai viên đuông tì bí nó cứ bật còn lần bạc phải nó trong cái lại nát cho bà đẹp tốt à dùng bóng đây đấy dùng bóng phải trong ạ xong khai cả nó xong khai cả luôn chả à cho bà đẹp tốt phải trong cái lại đi phải trong cái lại ạ xong khai cả đừng xa xong khai cả đồng tiền mua những cái gì asankarika biến cầm lăng khăng, hay đồng tiền bí cái phái nó trong cái lấy asankarika những cái biến cầm lăng sau cho bạn tu, giờ phải đổ bao mà hai cuộc sau cả đôi kia, bạn đã biến cầm lăng sau cho bạn có thua ấy cứ ăn chiên những cái bữa cơm đại ca nó cầm pin mà hai vị bạn đó, vừa mà hai vị bạn thôi cách ở đây sân thì bao chiên mình đúng, đồng tiền bí những cái nó mà ca bao chiên mình đúng đấy, bữa cơm những cái ca nó ăn sau khai hàn cho bạn tu. Biên bà nhá, bà nhá ở sâu khá hàn thằng đặt nóm để cho bà đàn bộ kì bà buồn tới tớ thơ chân tấn cho bà đàn bộ bà nấy thơ bê để thơ biên bà nhá chắc là sau mà nó sẽ bái đi, đi điền cho bà đàn bộ bà nhá ở thơ được luôn ấy cứ ọt đi nè, ọt luôn bà đi sân thì đầu chân nó cứ biên cầm lắng sau ở sâu khá hàn khá mạc yên dân tấn đó cho bà đàn bộ khá mạc yên yên dân phía chắc là cứ bà đô sấy thì cho rằng bà đô sấy cứ bà đi sân thì đầu chân đầy chia sẵn sàng khá định cảnh nên cho bà đàn bộ ảnh sở khá hà nên mà đô sấy nên mà đô khóc cứ bà đi sân thì đầu chân mà hai vị bán đồn thị điện cho bà đàn bộ nè mà đô sấy mà đô khóc nên cứ mà hai vị bán của bầy đô nên cứ thuê cách bà đi sân thì đồn thị điện bà đây mà đô khóc cứ khá hà chiến thì cho rằng cứ bà đi sân thì đầu ác sàng khá định cảnh chân hay bà đôi sẵn cứ phía chẳng cứ bà đi sẵn thì nói sẵn sàng khá được cản chất dân cứ sẵn phía chẳng cứ biến thiếp là bằng sơ khá hán thầm mạng yên nó cứ chẳng yên cho bà đẹp bộ nà phái nó trông cả lệnh đất nữa nà phái nó trông cả lệnh hay tì bấy nà tì bấy sau mà nó đôi khả nì tì bấy sau mà nó sẵn sàng hạ tán yên là vô bà dân tán ăn sẵn khá được cản mà hạ vị bà cả chất tán bạn tham mà hai vị ba cái chết đem vào bệnh tới chỉ bôi nâng sau mà nó sơ vi tình ý mình bật gọp đời bà nhá chỉ chết biên cầm lắng khẳng cho bà đàn bộ hay chết đuông tì bay nâng cứ phai trầm bi chết đuông tì mũi nó trông cả lấy ná cho bà đàn bộ mưa bây giờ nà lấy nó trông cả lấy nhầm bi chết đuông tì mũi nó trông cả lấy nà lấy bớt bây giờ bà ông không có nà phải là trăng cái lạnh nhiên á nhiên là vô bảy giờ sau mà nó đôi chuyện luôn thì bụi dậy cái nhé nà đôi thì mỗi nhiên là sang bảy giờ và đấy luôn thì bảy những cái nhiên á vô bảy giờ mình cứ phải là trăng cái lạnh hãy ăn sang khai được các biên cầm lăng kháng đôi khi này nà đôi khi này cho bạn tốt nè.
đôi kia tặng hot đôi đôi thì mùi đá và nó play tận trong cái lạnh viên á vô vô phải giới cứ ăn miếng bánh và nhà mình cũng đem đi thì đợi chết nên cứ ăn miếng và nhà thì cho bạn cầu chiên nên cứ ăn bánh sầm rạng rồi chia bảy hai đi bộ cô thì sẽ làm được thua của man giang na cái đó có ăn bánh khơi san chả thua này ăn trăng đang là san chả thua đó và đã ai vô cho bạn ngâm vị bánh sầm rạng ban nè cho bạn ngâm vị bánh sầm rạng ban cho bạn cầu cho bạn nó sẽ tiếp đặt hàng ban vô nó sẽ phiêu viên thua đôi khi mà đấy ôi chắc luôn cho bạn lót ăn bàn được đôi chân nhân nhôm khơi kê tự tu tiền hay là tự tu tiền thay ẩm bẩn đó nhân nhôm khơi kê tự tu tiền bốc đăng khơi khơi kê thua bốc chu bốc đăng đấy đăng thay là bỏ đăng chu đấy đăng tiền hay sợ đăng cho bạn rồi đăng thay là bỏ đăng cười chú ăn bàn tự tu tiền đấy khơi bốc nên đây là tu tiền thay ẩm bẩn bốc đăng rồi bỏ đăng cười chú và đấy không cần ăn đăng cười nhân nhôm đăng luôn đấy đang lo chu đấy nghe là thấy không phục là tôi tiền đấy ắt đang cái tiền còn tài kịch là còn tài đang tha là bỏ đang chu và nó ắt đang rú rú chu đấy chứ mà đang được giờ nãy một con này và đây sân thi đòi mà hai vị bạn đu thì vào bầy đấy nhá cả mọi chuyện đu cả đói tiền và đá và đóng và ăn cả đó chứ mà đang được bởi vì sân thi đòi chết đấy cứ ai ca móc cứ ai sạc xa liên sôn dồn sự phi biệt hoa mạng dồn bằng cho bạn rồi dồn là vì chất trên là sắc luôn là vì thế dồn cho bạn rồi dồn đôi kê thằng học cho bạn nó sẽ tiếp bật hàng quang cho bạn nó bị bằng sản mà đang ở sắp yêu viên lên cả nặng đi thua bất nó cứ đăng tam sẽ đầy bất ở ca cho bạn nó bị bằng sản tôi thân ở ca sạc xa nó bật thua nó cứ rưu rưu tới sẽ kê vì đăng tam sắp yêu viên lên cả nặng đi thua nó cho bạn rồi đăng bằng đá ôi đăng bật chết cho bạn chặt luôn ọt bạn đi đăng bật chết cho bạn chặt luôn tàu chiên khai tàu chiên ari yêu cốt cứ ăn bàn để cho bạn có đôi chiên mà nó khơi cái là tua tiền ruột chiên là phải bần chứ đặt thả áo mà nó cứ ruột chu cho bạn có và đấy luôn ấy ăn đần để ăn đần ruột nó không cần ăn đần để có ra để đặt thả mà nó cứ ruột chu chứ nó chứ một cô đã bị sinh thì đầu chiên nó cứ ai vô sập hiệu viện hoa bán và nó chặt luôn ăn bàn thì cho bạn có chứ ຈັ່ງຈັ່ງຫັ້ນດັ່ງມອງໃຫ້ປະດັງໃຫ້ຈໍາແບງເບິ່ງອັນປະດັງຄືຂ້ອຍກະນາສົມໂຕຊົວຈໍາເດັດ 1 ມັນຍ້ໍາອ້າງຄືເລືອກທາງທີ່ປົມປະຕິປົມຫັ້ນຈັ່ງປົມບໍ່ກໍເລີຍເດຖ້າອັດມີວິບາກມະຫາວິບາກໃດຈັດມະຫາວິບາກຈັດນັ້ນມັນອາດກາດບາດຈຶ່ງກະນາຊິງເອົາຄາຈົກບໍ່ລູກມີມະຫາກຸສົນມະຫາກຸສົນຈັດໄດ້ໃຫ້ອີ່ບານຊິມັນບັງກາວິບາກແຕ່ນາປູ ព្រមគឺអត់មានតាទៀលបណ្ដាចិត្តចម្រាញ់ព្រោះអត់មានណាអត់មានតាទៀលបណ្ដាចិត្តណាតាទៀលបណ្ដាចិត្តមហាវិបាកនេះគឺកិច្ចតាទៀលបណ្ដាតែម្យ៉ាងហើយជាមួយនឹងបរិសន្ធិចំពោះចម្រាញ់ព្រោះបរិសន្ធិហើយព្រមមិនមែនបរិសន្ធិដោយមហាវិបាកណាបរិសន្ធិដោយរូបាវចរៈវិបាកហើយបានអូកណាចឹងបានជាមួយនឹងកើតមកគឺធ្វើតែព្រមអត់មានតាទៀលបណ្ដាទេ chứ cái mà bị bạn đấy thôi ta tiên là bạn đang tại tại bà già không có quan tình cả đó cho bạn tốt thôi ta tiên là bạn đang tại bà già hay là prom on miên à ta tiên là bạn đang bị thay chết rồi bỏ prom on miên ta tiên là bạn đang những đó on miên ta tiên là bạn đang bấp mà bị bạn cả là không đủ bỏ prom on on bạn này cho bạn tốt cái này dự ban con tru xong học tuần tiên cái này chẳng đào máu con tru ấy bạn đang ấy là chứ cái đời còn cuộc sống ấy sống chưa phải trai đó nhận nhung một bà đi sát đẹp ho cho bạn tổ hay cả nhà cùng chặt cùng bà ông hay chuyện tập khác cứ nhung một bà sĩ ca bảo dân tha hay nhung đồng nhung say mà thiệp hay nhung bà sĩ ca chung sơ bóng chung sơ ron thì còn hoạt bà sẵn xa đấy mà còn bà sẵn xa là có lưu tới cứ sống trên hoa nam mô tân yên nông bồn thơ mặt tiên nên phong cho bạn tổ hay ta tới thơ mặt thiệp chung thoại và cùng liên chung bộ cả nhà cùng chặt cùng bà ông nên cho bạn tổ liên nhận nhung một bà đi sát cái này xong nó mất cả cái này.